Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Mr. Zero, bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều những tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu bạn là fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh của Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Có lẽ từ lâu, tựa game FIFA truyền thống đã là món ăn tinh thần vô cùng giá trị của những người vừa hâm mộ bóng đá lại cũng thích chìm đắm trong môi trường thực tế ảo. Càng theo thời gian thì tựa game mô phỏng lại môn thể thao vua này càng cho thấy giá trị và những cải tiến của mình để sao cho khiến người chơi luôn có cảm giác thực nhất mỗi khi trải nghiệm game. Và để khẳng định được những bước tiến vượt trội mà FIFA đã và đang mang lại cho người hâm mộ làng túc cầu, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chứng kiến những bàn thắng thuộc hàng siêu phẩm trong lịch sử bóng đá nếu như được thể hiện ở trong game FIFA thì sẽ như thế nào? Liệu có giữ được sự đẹp mắt giống như chính nó ngoài thực tế hay không? Hãy cùng đón xem nhé! Nếu nói đến top những bàn thắng đồ ảo diệu không thể tin nổi, chắc chắn bàn thắng này của Roberto Carlos phải đứng đầu tiên. Đó là pha sút phạt từ khoảng cách hơn 30m vào lưới đội tuyển Pháp năm 1997. Một cú sút bằng má ngoài chân trái có lực đi vô cùng khủng khiếp khiến cho thủ thành Fabian Barthez hoàn toàn không kịp có bất kỳ một phản ứng nào. Pha bóng đó đã là đề tài phân tích cực nóng lúc bấy giờ khi quỹ đạo trái bóng đi ngược hoàn toàn với mọi quy luật vật lý tự nhiên và hai từ siêu phẩm có lẽ vẫn còn là quá nhẹ nhàng để miêu tả khoảnh khắc lịch sử này của hậu vệ người Brazil. Bước vào game FIFA, mặc dù không có khả năng bẻ cong quy luật tự nhiên như chính mình ngoài đời, nhưng cú nã đại bác bằng má ngoài chân trái của Roberto Carlos in-game này cũng gần như đã tái hiện lại bàn thắng đẳng cấp năm nào của cựu huyền thoại Real Madrid. Nhắc đến Andrea Pirlo, người hâm mộ sẽ nghĩ ngay đến một quý ông chơi bóng. Với lối đá tuy vô cùng nhẹ nhàng và nâng niu từng động tác bóng, nhưng lại luôn mang một sức sát thương cực cao dành cho đối thủ. Và hãy nhìn cách huyền thoại người Italia này thực hiện cú dứt điểm từ khoảng cách rất xa khung thành. Mặc dù nhìn thì vẫn thật mềm mại, nhưng lực đi của quả bóng lại rất căng, khiến cho thủ môn đội bạn, dù đã có đủ thời gian để bay người hết cỡ, cũng chẳng thể ngăn nổi siêu phẩm xảy ra. Và một cú sút tương tự đã được Pirlo ảo trong game FIFA tái hiện lại vô cùng hoàn hảo, với nạn nhân đương nhiên vẫn là chàng thủ môn tội nghiệp của Parma. Một chuỗi các combo biểu diễn kỹ thuật cá nhân có độ khó 5 sao của Ronaldinho ngoài thực tế đều đã được bê nguyên vào tựa game FIFA. Từ một quả fake Rabona cho đến màn tưng bóng như chỗ không người của Robo, tất cả đều diễn ra vô cùng đẹp mắt từ ngoài đời cho đến bên trong thế giới ảo. Cú quay người rồi bắt vô lê thần sầu của Thierry Henry làm xé toan mảnh lưới của đại kình địch Manchester United tại ngoại hạng Anh vào tháng 10 năm 2000 chính là một trong những pha lập công đẹp nhất trong lịch sử giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.
Và bước vào trong game thì số phận của chàng thủ môn cũng không thể khá hơn khi dù sở hữu mái đầu có vẻ thước tha hơn thủ thành Vathet ngoài đời, cũng phải chung cảnh đứng chôn chân nhìn con trai thần gió tung cú volley làm tan nát cõi lòng. Bộ tam tấu 3R huyền thoại của Brazil bao gồm Ronaldo de Lima, Ronaldinho, Rivaldo, có vẻ như đẳng cấp của Rivaldo đã bị truyền thông ngó lơ khiến anh bị đánh giá thấp hơn khá nhiều so với chính thực lực của chính mình. Và cú xe đạp chống ngược của huyền thoại Selecao ở ngoài vòng cấm thời anh còn khoác áo Barcelona chính là thước đo chuẩn nhất cho kỹ thuật chơi bóng thượng thừa của Rivaldo thời đỉnh cao. Để rồi bước vào trong tựa game FIFA, tuy khoảng cách có đôi chút thay đổi khi vị trí đã ở trong vòng cấm, thì độ đẹp mắt của quả tung bóc năm nào vẫn được mô phỏng lại vô cùng rõ rệt. Hình ảnh Zinedine Zidane nhận bóng từ đường tạt bóng bên cánh trái của Roberto Carlos rồi thực hiện một cú volley bóng sống bằng chân trái làm tung lưới Bayer Leverkusen để qua đó giúp Real Madrid có chức vô địch Champions League lần thứ 9 trong lịch sử đội bóng, chính là một trong những khoảnh khắc vĩ đại của giải đấu hấp dẫn bậc nhất lục địa già cấp câu lạc bộ. Và ở trong game, thậm chí với khoảng cách còn xa khung thành Leverkusen hơn thực tế, Zidane phiên bản thanh xuân cũng đã tái hiện lại cú volley đỉnh cao của chính mình bằng một cách khớp đến từng động tác. Vừa rồi là những siêu phẩm bàn thắng cũng như những màn quẩy kỹ thuật đẹp mắt bậc nhất trong lịch sử bóng đá của các siêu sao túc cầu đã được mô phỏng gần như chuẩn xác nhất trong tựa game FIFA. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.